Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn đến với màn ảnh nhỏ của Danh Tâm Tư Vlog nha các bạn. Thì hôm nay Danh muốn cho các bạn xem Danh đi tát nước ruộng nha các bạn. Ruộng mới xả. Hôm bữa nói không xạo với các bạn chứ mình tát cái đìa này lên nha các bạn. Đìa trong ruộng mình nè. Thì mình tát đặng mình xả các bạn. Được cá một xe tải luôn các bạn. Một xe tải mà ăn ba người ăn hết luôn các bạn ơi. Không dư chút nào luôn. Nay thì này các bạn nè, mình lại tát nữa. Giờ được ăn mấy con cá lóc với con cái gì? Cá rô. Đấy. Cái cá rô có sặc cá lóc đầy đủ ha. Như là ba bốn chục con cá lóc về đó các bạn. Tát hôm bữa rồi anh bắt rồi, bữa nay mình sẵn tiếng mình tát đặng cho nước nó cạn không cho ốc nan các bạn. Thì là sẽ bắt cá tiếp. Nhận cá giật kinh khủng điều à. Trước bắt một xe tải gần 3 tấn các bạn ơi. Ba người ăn hết luôn. Ngày hôm nay tát tiếp. Giờ cha mình nói trong cái bụi cỏ đó có một cái hang các bạn. Một cái hang có cá lóc nhưng mà không có đem cái cuốc đào các bạn. Mắc lấy cái căn dao mà lại đào đó. Bắt cá lóc. Nó trong đó bằng nha nó con đó trong đó gần 10 kg các bạn. Có một con 10 kg. Để bắt hình cá dao các bạn xem ha. Giờ thì chưa có cá lóc đâu. Có gần 30 con trong giỏ này các bạn. Đây. Gần 30 con. Đó. Thấy chưa? Đó mình tạm dừng nha các bạn nha. Đó, tạm dừng một hàng nữa các bạn. Nó cũng đó nói gần 50 con như đó các bạn. Cho mình đang cắt cái chỗ cái tạp nó ra đặng móc sình mình lấy cá các bạn. Cá trong đó còn nó gần 10 kg á, cá lóc nha. Sâu quá. Đất mới. Cái máy mình đang tát nước đó các bạn. Ruộng mình mới xạ nè các bạn. Làm lúa làm giống ai chứ các bạn, người ta bên kia người ta được chỗ bông rồi nên mình mới làm, tại vì đất này xưa người ta sẽ cuốc, người ta cuốc đất đặng người ta làm lúa rồi, cuốc xong á sâu quá người ta để dành trồng trồng sen ấy, cái dành lại dành xin xả lúa lúa ruộng người ta để trồng sen thôi đó. Các bạn thấy cái bờ không, cái bờ so với cái ruộng của người ta gần có mét thì ta cuốc lấy đất mét xuống đặng ta trồng sen đó các bạn. Các bạn thấy chưa? mình tát cái khô đằng xạ để bắt cá được gần một xe tải rồi. Hôm nay mình tát tiếp đừng để cho ốc nó ăn, các bạn thấy ốc chết lử chưa không? Đó. Đất này đất trồng sen các bạn. Thì mình không trồng sen, mà không thích thì mình trồng lúa. Ai cũng cười chứ. Đó, hai đứa đi bắt cá cùng với hai cha con mình đây các bạn. Thằng này. Tự thơ chữ dội luôn các bạn ơi. Bắt cá rồi tắm xong. Giờ mình qua đây đưa cho ba chục triệu đi mua nước uống nè. Mình nếu uống nước ngọt không được các bạn, phải uống nước thánh á. Được. Mua 30 triệu. Lắm ơi. Ui giời ơi. Người ta lấy 30 triệu đi mua nước uống ơi. Năm. Mua kia người ta bỏ nước đá vô đó đầy rồi mua. Hả? Lấy 30 triệu. Lấy đi. Để hai đếm cho tiền nhiều quá, sợ mày không biết lấy. Nè, hai cầm máy. Ôi khoan, tay bị sình không à. Nè, các bạn thấy không? Tiền nè. 30 triệu các bạn ơi. Mới đủ uống chứ. Mình uống nước nước thí dữ mới uống được nè, 20. Nè, lấy 10 triệu nữa. Nè. Rồi lấy cái xô đó đi mua nước, lấy đá luôn. Có áo để mua đi, người ta cho nước đá à. Cá rô. Hôm nay hai đang quay clip sao mình bắt gần thôi gần cái 100 kg rồi này. Nãy giờ. Đó, gần gần nó chắc nè. Mình thì đứng ở trên bờ. Bay. Mình đang tua gần đến nỗi mà hơn 50% nha các bạn. Cho nên nó hơi mờ xíu. Nó xa mà. Giờ nó có cá mình quay nha các bạn nha. Bác nó đi. Chờ còn cái hang của nó sâu lắm chứ để mà đào xong chắc cỡ 1 tiếng à. Tiếng các bạn ngồi chờ mình quay nhiệt không thì nó cũng chán ha. Chán các bạn bỏ kênh mình mà không xem mà các bạn không like.
ý là cái video của mình thì không ai like, không ai xem rồi đó. Được đâu mười mấy người xem đó các bạn, mười mấy người xem mà mình rất là cảm ơn rồi. Mình rất là cần nhiều người nhưng mà có mười mấy người xem mình cũng vui dữ lắm rồi đó. Đỡ hơn mình quay mình xem mình á buồn, có chục người xem thì cũng vui với các bạn, chứ đâu có phải buồn đâu ha. Đấy. Mình làm YouTube đó, YouTube của mình là mấy trăm triệu sub rồi các bạn ơi. Mình cố gắng trong vòng 10 năm nữa mình cố gắng đạt được 100 triệu nha các bạn nha. Đó, gà các bạn ơi. Ui, cá lóc đây các bạn. Ít. Đó, con này 10 ký hả cha? Rồi. Ui trời, cá lóc rồi. Nè, đó. Bỏ thấy ghê chưa? Ghê chưa? Ây. Lóc, ui giời. Đấy, nó con này 10 ký nha các bạn nha. Chưa. Mặt hắn. Đấy. Ê, 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 chết mẹ rồi, dính hết cái quần này, quần này mới mua đâu, 6 triệu rồi chưa. Chưa đi đám được lần nào, đi bắt cá rồi. Hết chưa trà? Hết chưa? Hả? Ủa, con còn 10 ký nữa đó hả? Tới, tới chưa? Còn nữa, còn con cua nữa các bạn, cua này cua biển các bạn. Cua nó cua Alaska ấy. Còn không nữa. Nãy thụt vô cái đụng cái đầu nó rồi. Nó mới đào đó các bạn. À, sân tiền mình muốn nói với các bạn biết ha, có địa đây các bạn, hang lương nhiều kinh khủng luôn, hang này hôm nay bự chục bá lửa luôn các bạn. À, dưới đáy đá hồ các bạn, dưới đáy hồ thì dưới đáy hồ quá trời ốc chết luôn, ốc vỏ ốc á. Hang đấy các bạn thấy không, cái gô này cần có ký nữa này con này đó. Có ký luôn á. Video mình đến đây cũng xin kết thúc nha các bạn nha. Bây giờ chào nó hết, nói hết cá lóc rồi. Hết hay rồi. Đợi tới tháng khô mình tát lại lần nữa các bạn. Từ từ mình xả nước vô. Xả nước vô đặn cho cá nó vô theo các bạn. Cá từ ngoài biển vô. Đó, cua biển này các bạn, cua biển Cà Mau nè. Nó rất tiện mình ở Trà Vinh. Thì cua biển Trà Vinh. Hả? Đó, trô nó các bạn thấy không? Nó một hàng cá quá trời cá luôn. Đấy. Con cua này ở dưới đây nó bán con có 1 triệu rồi các bạn. Rồi, hết. Kết thúc. Bye bye cha. Trời. Bye bye cái. À quên nói chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Đừng quên đăng ký kênh và like cho mình nha các bạn nha. Bye bye.